Ui, nay sếp đảm đang quá vậy, sao không để mấy cô dọn dẹp giùm cho? Gì vậy? Tôi làm cho nó nhanh, cô hiểu không? Chưa kể tôi là một con người sạch đẹp, thẳng thắn, ngay ngắn, nề nếp, sao tôi lại ngồi làm trong một văn phòng kiểu nó dơ như thế này được? Tính ra đây phòng sếp luôn á. Ừ đúng rồi, mà cãi không cãi không? Không không. Ờ mà sếp chờ một chút, em có cái này cho sếp nè, đợi xíu nha. Cô làm cái gì vậy? Làm màu cái gì vậy? Hả? Ai mượn gì vậy? Rồi cô thuê rồi đèn đóm ánh sáng rồi nhạc này ngầu ngầu cái gì vậy? Ê, editor, bớt làm bá trò màu mè cho con thư ký của tôi đi nhá. Tôi trừ lương bây giờ. Quạt. Mà cái đó gì vậy? Nhìn như máy hút bụi vậy. Đúng rồi sếp, máy hút bụi đó. Em lo sếp vất vả nên em mua máy hút bụi để về phụ sếp dọn dẹp văn phòng nè. À vậy thôi sếp tới đây, em nói cho sếp nghe. Tới đây, tới đây. Cái này cô bảo mới mua hả? Mà mới mua sao nó lại chày được như thế này? À em mua được 2 tháng như công ty mình rồi. 2 tháng à? Sao tôi không biết ta? Cái này cô mua bao nhiêu? Dạ 9 triệu. 9 triệu? Cô chích 9 triệu công ty ra để mua cái này hả? Bình tĩnh sếp ơi, nghe nó đắt như thế nhưng mà thật sự công năng của nó thì rất đáng đồng tiền bát gạo. À đáng như nào nói tôi nghe xem nào. Đây đây sếp nhìn nha. Cái này này. Đấy, thấy chưa xịn chưa? Mình có thể tháo nó ra hoặc là mình có thể ghép nó lại thành một, tùy vào nhu cầu mà sếp sử dụng. Chẳng hạn như sử dụng để hút sàn nè, thì sếp chỉ cần lắp cái máy này vào cái khung như thế. Rồi, cực kỳ là đơn giản luôn. Sau đó sếp chỉ cần bấm nút một cái là máy đã hoạt động ngon lành để sếp có thể hút bụi được rồi. Mà cái này nó chỉ đầy đẩy được như thế này thôi à? Không, không hề. Cái này nó linh hoạt lắm sếp. Sếp có thể gập ra gập vô này nè, đấy. Rồi mấy cái chỗ như là dưới bàn nè, rồi dưới chân ghế sofa, dưới bàn làm việc của sếp, sếp chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là bụi đi hết. Mà tôi thấy có nút gì dưới đó. À, cái đó là nút tự làm sạch đó sếp. Là sao? Ví dụ là ngay ở dưới đầu hút của nó có dính tóc hay là cái vật gì đó đúng không? Thì sếp chỉ cần đạp một cái là nó sẽ tự xử lý những vật thể bám ở ngay dưới chổi hút, rồi cho hết vào bên trong cái hộp chứa như này nè. Ui, ghê vậy. Mà sao tôi nãy tôi thấy cô tháo cái này sao á, tôi tháo không được này. Bình tĩnh. Thế thì còn cầm đây nha. Kéo ra trước. Đây, quá nhẹ nhàng. Đây là điểm em thích nhất ở máy này luôn đó nha. Nó vừa nhỏ, nhẹ, cho nên là khi cầm tay để hút bụi ở sofa hay là khe tủ các thứ thì rất là dễ dàng. Nhưng mà có một cái điểm nhỏ là khi mà cầm tay lâu để hút thì ngay cái chỗ sếp cầm á, nó sẽ nóng, cho nên là cầm lâu sẽ cảm thấy khó chịu đó sếp. À thế à, nhưng mà tôi nghĩ thì cái đấy chắc cũng chẳng quan trọng với tôi lắm đâu. Bởi vì tôi nếu mà tôi có dùng cái này á thì tôi hút sẹt sẹt vài phút là xong mà. Cho nên việc cầm lâu hay không, nóng hay không thì tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu. Đúng rồi, ai mà nói luôn nè, sếp có thấy đầu này không? Đấy, đừng có bấm nha, nó hút đây. Mình sẽ có thể sử dụng các ống khác nhau ấy. Sử dụng các ống khác nhau ấy. What the hell? Nói chung á, là cái chỗ này sếp có thể sử dụng nhiều loại ống khác nhau để mình hút tùy theo nhu cầu của sếp. À, cũng được, hay đấy. Nhưng mà cái tôi quan tâm hơn á là cái này là máy hút bụi thì lực hút nó có mạnh hay không? Yên tâm sếp. Cái này em đảm bảo là bởi vì nha, nó rất là ok. Mặc dù là em sử dụng hút bụi bình thường là em thấy nó quá là sạch rồi. Ngoài ra thì sếp cũng có thể hút mấy cái đồ khô như là giấy nè, mấy cái vỏ kẹo các thứ đều hút ngon lành. Chưa kể là sếp cũng có thể dùng để hút bàn phím mặt bụt nữa, rồi hút thảm nữa, hút sofa nè, rất là tốt luôn. Mà khoan, mà bụt là gì? Là mắt bụt đó. À mà quên, còn cái này quên nói sếp nè. Cái con máy hút bụi này thì có dung lượng hộp chứa bụi là 0.3 lít, nên sếp hút cực kỳ là thoải mái luôn. Cái phòng này của sếp đâu tầm 25 mét vuông, hút xong nhiều khi cái hộp này còn chưa được một nửa luôn á. Mà hút tốt vậy rồi nó có tốn pin không? Nói chưa, nếu mà hút liên tục thì con này sẽ sử dụng trong tầm 40 phút, còn đối với sếp thì em nghĩ tầm 30 phút thôi, bởi vì phòng mình cũng nhỏ mà, hút vào nhiều đúng không? Nghe cũng hợp lý. Nhưng mà khoan, con này là máy hút bụi mà hút thì nó sẽ ồn lắm phải không? Bó tay thôi sếp, tại vì máy hút bụi mà cái nào cũng như nhau. Nhưng cái máy này so với những cái máy hút bụi bình thường ngoài thị trường khác thì cái âm thanh của nó nghe như vậy là nó êm như rồi, sếp yên tâm. Còn nếu như kiểu sếp không có muốn nghe bất kỳ một tiếng động nào á thì sếp có thể đeo tai nghe của mình vô, vừa hút bụi vừa nghe nhạc, quá là chill luôn.
nghe cũng được. À, tính ra Lolo cô cũng thông minh phết đấy nhỉ. Mà cô nói nhiều quá, đâm ra tôi không nhớ được nhiều. Lớn tuổi rồi, cho nên bây giờ cô tổng kết lại là con này nó có cái gì hay ho đi. Nói tóm lại á, thì đối với sếp, khi mà sử dụng con máy này để hút bụi văn phòng thì nó quá là ok rồi. Bởi vì sao? Vì nó có thể dễ dàng tháo lắp nè, rồi cái dung lượng pin của nó cũng ok. Mỗi tội là cái chỗ cầm tay nó hơi nóng một xíu thôi, nhưng mà mình có thể khắc phục được, đúng không? Còn ồn thì mình nghe tai nghe giống như là em nói đó. Sếp thấy em một con hợp lý không? Ờ, được, cũng hợp lý đấy. Nói chung là ok, máy này tôi thấy hút cũng tốt, cô review cũng được. Thôi, tóm lại là máy tốt, mong cô lần sau được mua nữa. Bởi vì bây giờ tôi lười rồi, tôi không muốn làm nữa, cho nên giờ mà cô thuê kiểu nhân viên tới dọn vệ sinh rồi dọn phòng rồi các thứ đi. Còn nếu cô mà mua cái này rồi thì thôi, tôi để lại cho cô nhé. Cô tự dọn đi, đây này. 9 triệu đó sếp. Rồi, thế nha, cô tự dọn cái phòng của tôi đi, lát nữa tôi quay về.